Devo fare la faccia nera. Diciamo che è un cagno, se mi conti che maniera se è un po' che mi si ciò non so che maniera se è un po'. Đây là nhà cấp 4 hết rồi, không còn nhập dân nữa rồi. Mùa xuân nhà thì mình sẽ lựa chọn các màu vàng. Đỉnh núi thì mình sẽ cho màu xanh các bạn nhé. Không. Cây đã là màu xanh các bạn. Nói đi không hả? Sẽ là màu xanh hả?
với đỉnh núi sẽ là màu xanh, còn viền núi nó sẽ là màu xanh nhạt hơn một chút nữa. Này sẽ nổi trội hơn, rất là nổi trội cái màu xanh. Được rồi, mặt trời nó vẫn là màu cam thôi. Trời thì mình làm ngon. Đấy, hai chuyện nó về toán. Hoa thì chắc chắn là màu đỏ rồi. Con đường sẽ là màu nâu nhé. Đó vậy. Nâu nhạt này nữa. Màu trời thì màu xanh, nó mây màu trắng nữa. Đôi nhà thôi, chẳng đến màu xanh màu xanh nữa. Bắt đầu quay ra với ngôi nhà mọi thứ rất là lặng lẽ và lặng lẽ. Đấy, thì kênh của mình các bạn nghe là tô hoàn này. Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.